Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một thiết bị nhỏ gọn và vô cùng là quan trọng. Đấy là máy đo huyết áp bằng cổ tay của Sandista. Sandista thì là một trong những thương hiệu nổi tiếng của Đức chuyên sản xuất các ứng dụng y tế dùng cho gia đình và cá nhân. Như các bạn thấy thì máy đo huyết áp bằng cổ tay của Sandista vô cùng nhỏ gọn và không hề có thêm bất kỳ một cái thiết bị nào, như là dây nối từ thiết bị cho đến bắp tay của bạn, hay là những cái quả bóng bóp để tăng cái sức ép. Đấy là đối với những cái máy đo huyết áp thông thường. Máy đo huyết áp bằng cổ tay của Sandista sẽ thể hiện cho bạn các thông số về huyết áp của bạn, về số lần nhịp tim, và máy còn có cái tín hiệu âm thanh cảnh báo khi mà nhịp tim của bạn yếu hoặc là có cái dấu hiệu về nhịp tim không tốt. Và sau khi đo xong thì máy cũng có một cái chỉ số để tương ứng với các cái vạch màu ở đây, là thể hiện cho bạn là bạn đang ở trong tình trạng sức khỏe bình thường, cần chú ý, hay là đã đến cái mức mà các bạn nên gặp bác sĩ và kiểm tra lại cụ thể hơn vấn đề về huyết áp hoặc tim mạch của mình. Với Sandista, các bạn chỉ cần đeo máy vào cổ tay. Và các bạn lưu ý là đối với Sandista đo huyết áp thì các bạn có thể đo ở hai tư thế. Một là tư thế nằm một cách thoải mái, hai là tư thế ngồi. Thì ở trong tư thế ngồi, các bạn nhớ là ngồi ngay ngắn thẳng lưng để cho các bộ phận được thư giãn. Đặt tay nghiêng lên sao cho phần máy sẽ thẳng với phía tim của bạn và đeo ở phía cổ tay bên tay trái. Đeo máy cách cổ tay của mình là 1cm. Khi kéo dây, các bạn chỉ cần kéo cho nó vừa với cổ tay của mình. Phần thừa ra như này các bạn có thể để tự do. Và khi đã ngồi xong tư thế thì các bạn chỉ cần bấm cái phím khởi động ở trên bề mặt. Và các bạn lưu ý nữa là trong khi đo thì không nên nói chuyện, vì vậy mà từ nãy giờ mình đã không nói gì. Còn đây là chỉ trong vòng có vài giây thì mình đã có kết quả huyết áp của mình và cả cái kết quả về nhịp tim. Thì ở đây huyết áp của mình là 119/73 và nhịp tim của mình là 69. Giờ mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách để sử dụng máy đo huyết áp hay là đọc các cái chỉ số ở trên máy đo huyết áp. Đối với máy đo huyết áp Sandista thì bạn có thể lưu trữ được 60 lần kết quả đo. Và để làm được việc đấy thì đầu tiên là khi mà mới lấy máy về thì các bạn phải thiết lập ngày tháng và thời gian cho máy. Để thiết lập ngày giờ thời gian cho máy, các bạn bấm đồng thời phím M và phím khởi động ở trên máy như này. Đến khi bạn nghe thấy tiếng pip một cái thì bạn sẽ thấy có hai biểu tượng số ở đây. Biểu tượng thứ nhất là các bạn có thể lựa chọn tháng, biểu tượng thứ hai là ngày. Với phần nhấp nháy này, các bạn sẽ dùng phím M để lựa chọn tháng. Thì các bạn bấm liên tục thì sẽ số nhấp nháy đây sẽ thay đổi từ 1 cho đến 12 và bạn thiết lập cái tháng mà các bạn bắt đầu sử dụng máy. Sau khi chọn xong tháng thì các bạn bấm phím khởi động để xác định là cái tháng, là để xác định đấy là tháng mà bạn lựa chọn. Sau đó máy sẽ chuyển sang nhấp nháy số đứng sau, thì đấy là các bạn lựa chọn ngày. Thì các bạn cũng bấm phím M sẽ thay đổi ngày từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 31 và lại lặp lại. Thì để chọn được sau khi đã chọn được ngày thì các bạn lại bấm phím khởi động để xác nhận cái ngày mà các bạn thiết lập. Thì số này sẽ không nhấp nháy nữa và tiếp tục sẽ chuyển sang hai dãy số tiếp theo, thì đấy là hai số đầu tiên là giờ, còn hai số sau sẽ là số phút. Thì các bạn cũng tương tự là bấm M để lựa chọn cái giờ mà các bạn bắt đầu sử dụng và bấm xác nhận bằng phím khởi động. Sau đó sẽ chuyển sang bấm chữ M để điều chỉnh cái phút mà các bạn điều chỉnh phút. Rồi lại bấm nút khởi động để xác nhận. Sau khi xác nhận xong ngày, tháng và giờ và phút thì bây giờ là các bạn có thể bắt đầu sử dụng máy. Và bây giờ để xem lại cái kết quả mà các bạn đã đo thì đầu tiên là các bạn bấm phím M. Sau khi các bạn bấm phím M sẽ có hai thông số hiện ra. Thông số thứ nhất sẽ thể hiện là tổng số lần đo ở trong máy lưu giữ được là bao nhiêu. Và thông số thứ hai sẽ là
áp suất sẽ là huyết áp trung bình của tất cả các lần đo đấy. Và các bạn muốn xem cụ thể từng lần thì các bạn bấm thêm M lần thứ nhất, các bạn bấm thêm phím M lần nữa thì máy sẽ thể hiện kết quả đo của cái lần đo gần nhất. Và bấm M lần thứ hai thì sẽ là kết quả đo của lần thứ hai, cứ tiếp tục như vậy cho đến lần đo cuối cùng. Và máy sẽ lưu giữ được cho bạn là 60 kết quả đo. Để xóa cái dữ liệu kết quả đo của lần nào thì bạn bấm chữ bấm M trong vòng 3 giây. Và để xóa hết toàn bộ cái kết quả máy đã lưu giữ để đo thì các bạn có thể bấm 3 lần liên tục phím M này thì nó sẽ xóa hết toàn bộ cái dữ liệu của trong máy. Và các bạn lưu ý là sau khi đo xong thì máy sẽ thể hiện sẽ trình bày cái kết quả đo trong vòng 8 giây thì kết quả đo này sẽ biến mất và lúc đấy trên bề mặt chỉ còn lại cái bộ đếm thời gian của máy giống như là một chiếc đồng hồ bình thường, thì các bạn có thể cứ để như vậy. Với máy đo huyết áp bằng cổ tay nhỏ gọn của Sanistan thì bạn sẽ có thể kiểm tra được sức khỏe của mình hàng ngày, những cái chỉ số về sức khỏe hay tim mạch rất là quan trọng. Như vậy là mình vừa giới thiệu xong với các bạn về máy đo huyết áp bằng cổ tay của Sanistan. Để đặt mua sản phẩm hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của Đức, xin mời các bạn liên hệ Facebook chuyên trà hàng sách tay Đức hoặc vào website duc-viet.com để biết thêm chi tiết, hoặc liên hệ trực tiếp với mình qua số Viber Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem clip.